chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lệnh sắt đá, đạo luật tử hình Tô Lâm để làm gương trong lúc cả nước đối khổ chống dịch tham nhũng. Nguyễn Phú Trọng có gan dùng quy định 41 ép Tô Lâm từ chức sau khi xơi gáy tay giác vàng hình ảnh video clip về cú đớp trên bụng. Tại một nhà hàng sang trọng ở London của Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang lan truyền khủng khiếp trên mạng xã hội và cả báo chí quốc tế. Mỗi người dân ở Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng với những nhà quan sát quốc tế và chính trị độc tài Cộng sản Việt Nam đang theo dõi và chờ đợi phản ứng từ Nguyễn Phú Trọng như cầm đầu chế độ và nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam. Nhưng thực tế thì sao? Báo chí nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam hoàn toàn im lặng. Không đưa tin về vụ việc này, họ coi như chưa từng có sự việc Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đớp một em tay 17 tuổi giác vàng. Điều này cho thấy quyền lực của Tô Lâm bao trùm lên tất cả. Chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, sai phạm của Tô Lâm là rất rõ ràng. Với quy định 19 điều đảng viên không được làm. Thứ nhất, dù cho Tô Lâm tiêu tiền từ bất kỳ nguồn nào thì cũng vi phạm điều 16 là không thực hành tiết kiệm khi đớp em tay mất 100 tấn lúa của dân. Thứ hai, Tô Lâm tiêu tiền của người khác thì phạm điều 17 khi ăn uống xa hoa, chơi gái trác tán bằng tiền tài trợ của cá nhân tổ chức khác. Thứ ba, Tô Lâm tự bỏ tiền ra thì vi phạm điều 18 vì tổ chức ăn uống xa hoa lãng phí. Nhà báo Phan Thái Hải từ Hà Nội đã bình luận và bàn đến chuyện bữa tiệc thịt bò của Thánh Rắc Muối mà tướng Tô Lâm đã thưởng thức. Công chức nhà nước trong lúc thực thi công vụ đều có quyền tiếp khách, tiêu chuẩn tiếp khách được quy định trong thông tư số 71/2018, điều 8, khoảng 1G. Đoàn là khách hàng A, 1.500.000 đồng, một ngày một người là mức cao nhất trong chi phí tiếp khách. Nếu bữa tiệc đó mà do tướng Tô Lâm chủ trì thì mức tiếp khách như vậy chắc chắn là vượt quá quy định cho phép của Bộ Tài chính. Trường hợp khác, do đối tác mời hiện tại chưa có quy định về việc công chức có được tham dự các buổi tiệc do đối tác tổ chức hay không. Nhưng với các nước phương Tây thì đều phải làm rõ buổi tiệc đó ai mời, mời vì mục đích gì, có bàn chuyện công việc hay không, có thông qua việc dự tiệc để làm thay đổi các quyết định hay không. Đối với tướng Tô Lâm, người đứng đầu Bộ Công an, quyền lực là một trong những ba cơ quan tham gia tố tụng các vụ án. Theo luật tố tụng, người có thể can thiệp để làm thay đổi hồ sơ các vụ án thì chuyện các đối tác mời dự tiệc hẳn phải có động cơ của họ, đặc biệt là buổi tiệc tắt tiền như ở nhà hàng London. Ngoài việc Tô Lâm vi phạm quy định 19 điều đảng viên không được làm, Tô Lâm còn vi phạm quy định 41 thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định 41 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Quy định 41, quy định nguyên tắc thẩm quyền căn cứ quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức, tìm từ chức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Quy định này áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, gọi chung là cán bộ. Theo quyết định trên, việc xem xét đối với cán bộ từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp như do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm. Nhiệm vụ được giao để cơ quan đơn vị mình quản lý phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng, có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp. Phải kỳ lấy phiếu theo quy định hoặc vì lý do chính đáng khác của các cá nhân bên cạnh, cán bộ đó sẽ bị xem xét cho miễn nhiệm chức vụ. Nếu rơi vào một trong các trường hợp bị kỷ luật, cảnh cáo hoặc khiển trách, nhưng uy tín giảm sút, không thể đảm nhiệm chức vụ được giao, bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ, hoặc trong thời hạn bổ nhiệm, hoặc những cán bộ có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu, theo quy định hoặc có 2 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng, ảnh hưởng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan đơn vị nơi đang công tác tại cơ quan có thẩm quyền. Kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của đảng đến mức phải miễn nhiệm về nguyên tắc đảng sẽ kiên quyết kịp thời xem xét cho miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ không thực hiện việc
cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm. Các cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan đơn vị cấp trên có quyền yêu cầu cấp dưới xem xét thực hiện việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ theo quyết định 41. Theo đó, cán bộ bị xem xét cho miễn nhiệm chức vụ khi đã cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực rất nghiêm trọng. Người đứng đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để dung túng bao che tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực thì tùy chất tính chất mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức. Đồng thời cán bộ cho từ chức trước khi cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách thuộc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng về quy trình khi có đủ căn cứ miễn nhiệm chậm nhất trong thời gian làm việc, thì cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo con người đứng đầu cơ quan đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Kính thưa quý vị, tin vui cho cả nước Việt Nam và chính quyền Mỹ muốn ký khung hợp tác kinh tế với nhiều nước châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam Cộng Hòa. Trong khung thỏa thuận hợp tác kinh tế này, linh hoạt, khi mà một số nước có thể không cần thiết phải tham gia vào tất cả các hạng mục. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho hay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch ký khung thỏa thuận hợp tác về kinh tế với các điều khoản rất mạnh mẽ với các nước châu Á Thái Bình Dương, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực bao gồm điều phối về chuỗi cung ứng toàn cầu để kiểm soát xuất khẩu và tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc trong năm sau. Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, theo tờ Bloomberg, phát biểu trong đối thoại bàn tròn tại New York mới đây, bà Raimondo cho hay về mục tiêu tăng cường sự kết nối của Mỹ với châu Á Thái Bình Dương. Đó thực sự là ưu tiên của Tổng thống Mỹ. Người Mỹ đã không có đủ sự hiện diện cần thiết tại khu vực này trong suốt 4 năm do chính quyền Donald Trump kiểm soát. Cũng theo bà Raimondo, chuyến thăm của bà đến châu Á và Việt Nam Cộng Hòa vào tháng trước được tính toán để tăng cường sự quan tâm với đối thoại kinh tế, với điều kiện rằng nhóm làm việc của Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch thực hiện theo kiểu các cuộc đối thoại thương mại truyền thống. Bà nhấn mạnh rằng việc tham gia thỏa thuận thương mại kiểu như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP giờ không nên được bàn tới. Khung thỏa thuận hợp tác kinh tế này linh hoạt khi mà một số nước có thể không cần thiết phải tham gia vào tất cả các hạng mục, bà Raimondo nói. Bà cho biết mục tiêu của thỏa thuận sẽ là không chỉ kết nối các nền kinh tế phát triển như Nhật, Singapore, Australia, Việt Nam Cộng Hòa và New Zealand, mà còn cả các nền kinh tế mới nổi như Malaysia, Cộng sản Việt Nam và Thái Lan. Tôi mong muốn rằng trong vòng 12 tháng tính từ lúc này, chúng ta sẽ ký kết được một cái gì đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ kỳ vọng. Bà chia sẻ, thỏa thuận sẽ không cần thiết phải được Quốc hội Mỹ thông qua kiểu như các thỏa thuận thương mại thông thường. Hay nói chính xác hơn, nó không phải là một thỏa thuận thương mại nhưng rất quyền lực. Cựu thống đốc bang Goldie Island nói rằng bà tin sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp ngoài nước Mỹ hưởng lợi từ chương trình khẩn cấp quy mô 540 tỷ USD nhằm đưa hoạt động sản xuất các sản phẩm bán dẫn quay trở lại Mỹ. Bà Raimondo thừa nhận thực sự nước Mỹ đã quá phụ thuộc vào Đài Loan để có nguồn cung các sản phẩm bán dẫn. Một yếu tố quan trọng khác của khung chính sách kinh tế châu Á chính là cố gắng điều phối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế các sản phẩm nhạy cảm được sản xuất tại một số nước không phù hợp như Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, khung thỏa thuận này cũng tính đến thiết lập nguyên tắc về kỹ thuật và quy tắc với trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng. Hiện chưa rõ liệu quan điểm của chính quyền Biden có đáp ứng được mức độ hợp tác kinh tế mà một số nền kinh tế châu Á đang cần đến. Nhật, Việt Nam Cộng Hòa và nhiều nước khác đã hối thúc Washington cân đối lại chính sách của cựu Tổng thống Mỹ Biden liên quan đến việc rút khỏi CPTPP, vốn từng được coi như trụ cột kinh tế để tăng cường sự lãnh đạo của nước Mỹ trước sức ép ngày một lớn dần từ Trung Quốc. Còn theo Phó Thủ tướng Singapore, ông Hay Sikit, sự hiện diện về an ninh của Mỹ đã mang đến sự ổn định cho khu vực, thế nhưng để cho ảnh hưởng đó có thể được duy trì sang các thập kỷ tới, nước Mỹ không thể vắng mặt khỏi các cấu trúc kinh tế của khu vực tại châu Á Thái Bình Dương. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Người sống sót kể về thảm kịch đâm tàu làm 288 người chết ở Ấn Độ. Ấn Độ chạy đua với thời gian tìm kiếm người sống sót dưới những toa tàu bị lật và vỡ nát, khi số người chết đã tăng lên gần 300.
Theo Telegraph, ít nhất 288 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong vụ ba đoàn tàu đâm nhau ở bang Odisha, miền đông Ấn Độ, ngày 2 tháng 6. Đây là vụ tai nạn đường sắt chết chóc nhất ở nước này trong hơn 20 năm qua. Suốt đêm qua, đội ngũ cứu hộ Ấn Độ đã huy động các nguồn lực tới tìm kiếm khoảng 200 hành khách được cho vẫn kẹt dưới đống đổ nát, làm dấy lên lo ngại con số thương vong sẽ tiếp tục tăng. Phía cứu hộ thừa nhận, tình hình lúc này rất không khả quan. Amitabh Sharma, giám đốc điều hành của đường sắt Ấn Độ, thừa nhận rất khó để đánh giá chính xác. Về con số thương vong lúc này, ông cho biết 10 đến 12 toa của một đoàn tàu đã bị trật bánh, khiến các mảnh vỡ rơi xuống đường ray gần đó. Đoàn tàu chở khách thứ hai đang di chuyển thì đâm vào các mảnh vỡ này, khiến 3 toa bị trật khỏi đường ray. Đoàn tàu chở hàng đang đổ lại cũng bị vướng vào vụ va chạm. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Một người sống sót kể lại rằng có 10 đến 15 người đã ngã đè lên anh khi vụ tai nạn xảy ra và mọi thứ trở nên tồi tệ. Tôi đã ở hiện trường và chứng kiến máu, tay, chân cũng như thi thể của mọi người xung quanh mình, một nhân chứng nói với Gauster. Ashok Samad, một chủ cửa hàng, nói với The Hindustan Times rằng anh đang di chuyển gần hiện trường thì nghe thấy một tiếng va chạm lớn. Anh chỉ đến và nhìn thấy đống đổ nát của những toa tàu bị phá hủy, những người bị mắc kẹt bên dưới kêu cứu. Có tiếng la hét lớn và máu chảy khắp nơi, anh nói. Một người sống sót nói với các phóng viên truyền hình rằng anh đang ngủ khi vụ tai nạn xảy ra và tỉnh dậy thì thấy mình bị mắc kẹt dưới khoảng chục hành khách trước khi bò ra khỏi toa tàu. Manix, một tình nguyện viên, đã cố gắng hiến máu tại bệnh viện Sugar Block nhưng không thể vào được vì chật cứng người, muốn được giúp đỡ các nạn nhân. Xung quanh có thi thể nạn nhân, những hành khách bị thương đang điều trị bên ngoài bệnh viện vì thiếu giường, anh nói. Bộ trưởng đường sắt Ấn Độ Awini Vainao thông báo các nạn nhân sẽ được bồi thường. Cụ thể, gia đình của những người thiệt mạng sẽ nhận được số tiền tương đương 12.000 USD, những người bị thương nghiêm trọng sẽ được nhận 2.490 USD và 622 USD cho những người bị thương nhẹ. Trong một diễn biến tiếp theo, Mỹ tìm nguồn cung chất nổ từ Nhật Bản sản xuất đạn pháo cho Ukraine. Phía Mỹ được cho là đang ráo riết tìm nguồn cung cấp chất nổ của Nhật Bản để sản xuất các loại đạn pháo viện trợ Ukraine nhằm hỗ trợ Kiev mở cuộc phản công Nga. Hai nguồn tin thân cận nói với Reuters rằng Mỹ muốn đẩy mạnh việc sản xuất các loại đạn dược, nhất là đạn pháo 155 ly và nhanh chóng gửi chúng tới Ukraine. Cũng theo nguồn tin này, Washington được cho là đang tìm cách đảm bảo nguồn cung thuốc nổ TNT chế tạo đạn pháo thông qua các nhà thầu phụ của Nhật Bản. Thuốc nổ này sẽ được chuyển từ Nhật Bản đến các công ty chế tạo vũ khí của quân đội Mỹ. Có một cách để Mỹ mua chất nổ từ Nhật Bản, một nguồn tin giấu tên nói với Reuters. Tokyo, nơi tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong tuần này, đã nói với Washington rằng họ sẽ cho phép bán TNT công nghiệp vì chất nổ này không phải là sản phẩm chỉ dành cho mục đích quân sự, một nguồn tin khác cho biết. Hiện Bộ Thương mại, Công nghiệp và Kinh tế Nhật Bản từ chối đưa ra bình luận về thông tin này. Trong một email, Bộ này nói thêm rằng các mặt hàng không bị hạn chế quân sự sẽ được đánh giá theo các quy tắc xuất khẩu thông thường, tùy thuộc vào mục đích của người mua, bao gồm cả việc sử dụng chúng có cản trở an ninh quốc tế hay không. Trong khi đó, cơ quan mua sắm, công nghệ và hậu cần của Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối bình luận. Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu Mỹ có kế hoạch mua TNT ở Nhật Bản hay không, nhưng cho biết Washington đang làm việc với các đồng minh và đối tác để cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ. Nhật Bản đã thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc hỗ trợ quốc phòng của Ukraine, Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm. Kể từ sau Thế chiến thứ hai, hiến pháp Nhật Bản cấm nước này xuất khẩu các sản phẩm quân sự cho các nước có liên quan đến xung đột như đạn pháo 15 ly mà Ukraine đang sử dụng trong giao tranh với Nga. Sau khi chiến sự Ukraine bùng nổ, Nhật Bản siết chặt việc kiểm soát các mặt hàng xuất khẩu của nước này ra thị trường thế giới. Họ muốn đảm bảo rằng những hàng hóa mà họ xuất khẩu không phải là mặt hàng sát thương được dùng cho xung đột. Tuy nhiên, các hạn chế xuất khẩu đối với các sản phẩm hoặc thiết bị lưỡng dụng có thể tham gia vào quy trình sản xuất vũ khí lợi ích hơn. Đó là lý do tại sao Mỹ có thể mua máy tính xách tay Panasonic Tabuk cho quân đội của mình. Nhật Bản hiện tham gia viện trợ cho Ukraine các vật tư hậu cần và quân nhu như áo chống đạn, mũ chống đạn và nhu thực phẩm. Trong một diễn biến tiếp theo,
Iran ra mắt máy bay vận tải quân sự thế hệ mới. Quân đội Iran đã tổ chức lễ ra mắt máy bay vận tải cánh quạt thế hệ mới với tên gọi Simor. Trong một buổi lễ được tổ chức hôm 30 tháng 5 tại căn cứ không quân ở thành phố Isfahan, quân đội Iran đã ra mắt máy bay vận tải cánh quạt thế hệ mới của lực lượng này. Tham dự buổi lễ có Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammad Dagheri. Theo Defense Post, máy bay vận tải thế hệ mới này được thiết kế và chế tạo bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Iran với mục đích tăng cường năng lực vận tải chiến thuật cho quân đội Iran. Hiện thông số kỹ thuật của vận tải cơ mới này chưa được công bố, tuy nhiên một số chuyên gia nhận định máy bay này được thiết kế gần giống với máy bay vận tải AN-140T của Ukraine. Thời gian gần đây, Iran đã liên tục đưa vào trang bị các loại vũ khí mới có tính răn đe cao nhằm đối phó với tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực. Hôm 9 tháng 3, lực lượng tác chiến trên biển của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã được bàn giao tàu sân bay chuyên dụng cho các máy bay không người lái UAV của lực lượng này. Được hoán cải từ một tàu container cỡ lớn, chiến hạm có tên gọi là Shahid Madavi có thể trở thành bệ phóng trên biển cho máy bay trực thăng và UAV của Iran.